Xin chào quý vị các bạn, rất vui để chào đón quý vị các bạn đã trở lại kênh YouTube của Goro. Trước khi đi vào video, quý vị các bạn hãy cho kênh một like, share cũng như một đăng ký để ủng hộ cho kênh. Xin cảm ơn. Vẫn tiếp tục là dự án vành đai 2. Hôm nay tôi sẽ đưa quý vị các bạn trở lại với đoạn Đại La để xem đến hôm nay ngày 3 tháng 12 năm 2022 thì tình hình thực hiện tiến độ đến hiện nay như thế nào. Bây giờ thì mời quý vị các bạn cùng theo dõi video. Theo như đã đề cập ở các video lần trước, tại thời điểm đó nhà thầu đã thi công hoàn tất tất cả các hạng mục chính liên quan, khối lượng thi công đạt đến 98-99%, chỉ còn lại một vài phần trăm nhỏ của các hạng mục phụ. Đây là vị trí ngã Tư Vọng, như đã đề cập thì tại nút giao ngã Tư Vọng cũng đã được hoàn tất cách đây một thời gian. Tuy nhiên đến thời điểm hiện nay thì phần thi công bồn cây giữa tim đường mới chính thức hoàn thiện. Còn đây là vị trí đường dẫn lên theo hướng từ ngã Tư Vọng về cầu Vĩnh Tuy. Hiện nay thì như các bạn đang nhìn thấy, phần lòng đường đã hoàn trả thì nhà thầu đang tiến hành thi công phần sơn vạch kẻ đường. Tại vị trí đầu của đường dẫn lên thì nhà thầu cũng đang tiến hành thi công sơn vạch kẻ đường. Tất cả các hạng mục liên quan đến phần đường dẫn lên đều đã được hoàn tất, ngoại trừ phần thi công lan can sắt tại nhịp dẫn thứ 5 như các bạn có thể nhìn thấy trên video. Phần bồn trồng cây ở phía dưới của đường dẫn lên thì như các bạn đang nhìn thấy, hiện tại nhà thầu cũng đã tiến hành bắt đầu trồng cây. Tại vị trí nút giao ngã tư Trần Đại Nghĩa, như các bạn đang quan sát thấy cũng như đã đề cập ở video lần trước thì tại thời điểm đó, tại ngã tư Trần Đại Nghĩa đã được hoàn tất các hạng mục chính liên quan. Ở video lần trước thì một số vị trí xung quanh với ngã tư Trần Đại Nghĩa hiện vẫn còn đang thi công phần sơn dầm cũng như trụ. Tuy nhiên đến hiện nay thì tất cả các phần sơn đã được hoàn tất. Phần lòng đường thì cũng đang được thi công sơn vạch kẻ đường. Ở vị trí bên trong của đường dẫn lên và đường dẫn xuống thì đã được thi công hoàn trả lòng đường từ video lần trước. Cũng như đã đề cập video lần trước, đến hiện nay thì toàn bộ phần lòng đường nhà thầu đã tiến hành hoàn trả xong. Và đến hôm nay thì cả các hạng mục sơn, dầm cũng như sơn trụ cũng đã được hoàn tất 100%. Tại vị trí tiếp giáp với ngã tư Trần Đại Nghĩa đi về phía chợ Mơ thì hiện nay nhà thầu cũng đã thi công xong phần bồn cây giữa tim đường. Phần thi công sơn vạch kẻ đường thì đã được hoàn tất từ cách đây cũng một thời gian sau khi hoàn tất việc mở lại nút giao ngã tư Chợ Mơ. Còn đây là nút giao ngã tư Chợ Mơ. Sau khi tiến hành mở lại thì cũng như đã đề cập, tình trạng lưu thông hiện nay cũng khá suôn sẻ trên các nút giao đã được mở lại. Bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng đi sang phía bên kia của đường theo hướng từ cầu Vĩnh Tuy về ngã Tư Vọng để xem phía bên đó khối lượng thi công có gì khác biệt so với phía bên này hay không. Như các bạn đang nhìn thấy thì phía bên này tất cả các hạng mục liên quan tại nút giao ngã tư Chợ Mơ kéo dài đến ngã tư Trần Đại Nghĩa đều đã được hoàn tất tất cả các hạng mục liên quan, bao gồm cả sơn, hoàn trả lòng đường, thi công bồn cây giữa tim đường, các hạng mục khác ở phía trên đường dẫn trên cao. Tại vị trí nút giao ngã tư Trần Đại Nghĩa hiện nay tất cả các hạng mục chính cũng đã được hoàn tất. Ngoại trừ phần sơn vạch kẻ đường thì nhà thầu đang tiến hành thực hiện. Phần sơn dầm, sơn trụ thì cũng như đã đề cập ở phía bên kia, phía bên này cũng đã được hoàn tất. Thank you.
Phần thi công bùn cây ở phía dưới đường dẫn xuống, như các bạn đang nhìn thấy thì hiện nay nhà thầu cũng đã thi công xong. Ở đây là vị trí của đường dẫn xuống. Như các bạn đang nhìn thấy thì phần thành cũng đã được tiến hành sơn xong. Tất cả các hạng mục chính liên quan đến đường dẫn xuống thì cũng đã được hoàn thiện, ngoại trừ phần thi công lan can sắt. Phần thi công sơn vạch kẻ đường từ đường dẫn xuống đến ngã tư vọng thì hiện nay, như các bạn đang nhìn thấy, nhà thầu đang tiến hành kẻ tim để chuẩn bị thi công phần sơn vạch kẻ đường. Tại vị trí nút giao ngã tư vọng thì hiện nay tất cả các phần đảo xung quanh nút giao ngã tư vọng thì đều đã được trồng cây. Nút giao ngã tư vọng như đã đề cập thì sau khi mở lại, tình trạng lưu thông cũng đã khá suôn sẻ, không còn là tình trạng ùn ứ dài như trước đây. Tất cả các mục liên quan tại vị trí nút giao này thì cũng đã được hoàn tất, ngoại trừ phần phía bên đầu đường Trường Chinh tại giải phân cách cứng giữa tim đường. Cụ thể hạng mục bồn trồng cây thì hiện nay nhà thầu mới tiến hành đổ đất, chưa tiến hành trồng cây và mới lắp xong phần đèn chiếu sáng ở giữa tim đường. Như vậy thì về tổng thể hiện nay khối lượng thi công đạt đến hơn 99%. Chỉ còn một phần rất nhỏ nữa là sẽ hoàn tất và nhà thầu có thể tiến hành bàn giao chủ đầu tư để đưa vào khai thác trong thời gian tới. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục cập nhật đến quý vị các bạn về dự án này trong các video tiếp theo. Mong quý vị các bạn đón xem. Cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành và theo dõi video thời gian này. Nếu quý vị các bạn thấy video này có ích, xin hãy cho kênh một like, share để giúp lan tỏa thông tin đến được nhiều người hơn. Nếu quý vị các bạn cần góp ý chia sẻ, xin để lại bình luận phía bên dưới. Và đặc biệt, quý vị các bạn nào chưa đăng ký, xin đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ cho kênh. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo.